Xin chào tất cả các bác, Sưởng Tàu Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Nghề Đứng Trên Bao Tiền, chất liệu gỗ nu hương, một tác phẩm siêu VIP vừa mới ra lò các bác nhé. Tác phẩm Nghề Nu Hương này có mã là 694, có kích thước cao 37, ngang 42 và sâu 37. Hàng rất là liền khối và đặc gỗ, đúc ra tác phẩm rồi nặng 22kg các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giải thích qua cho các bác về gỗ nu hương là gì và những giá trị của gỗ nu hương. Gỗ nu hương là loại gỗ nu của cây giáng hương, còn được gọi là giáng hương hay gỗ hương. Cây gỗ hương thuộc họ đậu, có nhiều ở vùng Đông Nam Á, Đông Bắc Ấn Độ và Nam Phi. Gỗ hương có đặc điểm rất là rắn chắc và nặng, phần gỗ nu của gỗ cây hương thì lại càng nặng hơn, bề mặt gỗ nu sần sùi với các u, cục sụn và thường có màu vàng, vàng đỏ hoặc là màu nâu nhạt hoặc màu đỏ đậm các bác nhé. Phần thớ gỗ nu rất là mịn với các đường vân gỗ hình xoắn như những đám mây rất là đẹp, có thể nổi lên với các chấm đốm nhỏ độc đáo. Gỗ nu hương tỏa ra một mùi thơm nhẹ rất là dễ chịu. Với phần nu của gỗ hương thì lại càng có ứng dụng rất là đặc biệt. Chính vẻ đẹp sần sùi tự nhiên rất là độc và dị nên gỗ nu hương thường được tạo thành các tác phẩm, thành các bức tượng trưng bày nghệ thuật, được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ và vẻ đẹp thiên tạo cũng như tính quý hiếm của chất gỗ. Tác phẩm được chế tác từ gỗ nu hương nguyên khối rất là đẹp, phần nu bám ở trên lưng của chú nghê. Trong các linh vật phong thủy thì nghê là con vật mà chúng ta gặp nhiều và phổ biến nhất. Nghê vốn là một linh vật phong thủy của người Việt Nam có từ ngàn xưa, với hình dáng giống một chú chó, linh vật biểu tượng cho sự trung thành, bảo vệ gia chủ khỏi sự xâm chiếm và phá hoại của tà ma. Nhìn qua thì có thể thấy nghê rất là sống động, oai vệ, thể hiện sự uy nghi hơn tạo hình của loài chó. Không những hòa giải sát khí bảo vệ gia chủ, nghê ôm một bao tiền rất là lớn, giúp cho gia chủ lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, tiền tài và tài lộc các bác nhé. Một tác phẩm rất là đẹp và hoàn hảo đúng không ạ? Được chế tác từ một loại gỗ nu hương rất là quý hiếm và đắt đỏ. Một tác phẩm có 102. Một tác phẩm rất là đẹp, kích thước thì rất là dễ để cho các bác có những không gian nhà nhỏ hoặc là các bác có thể để ở trong văn phòng làm việc, để giúp cho nghề có thể đem lại rất là nhiều tài lộc may mắn và bảo vệ cho gia chủ lúc nào cũng thuận lợi trong mọi điều các bác nhé. Tác phẩm nghề gỗ nu hương có mã là 694, có kích thước cao 37, ngang 42 và sâu 37, nặng 22kg, hàng liền khối các bác nhé. Các bác ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0355678885 hoặc số 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Một tác phẩm rất là đẹp, không những có nu hương mà phần bao tiền còn có cả chùn sụn và phần vân khỏi chê các bác nhé. Sau đây sẽ là mặt sau của tác phẩm, mời các bác xem qua. Các bác yêu thích video này, là một tín đồ yêu thích đồ gỗ, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tàu Gỗ để theo dõi các video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều. Đăng ký để ủng hộ cho kênh Sưởng Tàu Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.